cũng như cái chủ yếu chung với cần có và một người. Đội nhà số 2 sẽ đấu trong vòng 8. Excel Lubavac Danilo Philippines. Đường giải số 3 cho nhà số 8 xa Việt Nam. Đường giải số 4 cho nhà số 8 xa Việt Nam. Đường giải số 4 cho nhà số 8 xa Việt Nam. Đường giải số 6 sẽ là đội 45 Benny Nongtana Thái Lan. Đường giải số 7 sẽ là đội 7 Morgan Emily Tijigan Philippines. Đường giải số 8 sẽ là tiếp theo nhé, nhất chèn hay là mời các bạn thí sinh về vị trí của chúng ta.